M24, súng bắn tỉa tiêu chuẩn của Mỹ, lần về cuối năm này dưới cái tên là G660B lại còn cộng nữa. Có một vài thay đổi so với những con M24 trước. Vậy thì lắp súng trước rồi review sau. Vẫn gồm những phần cơ bản thôi: bộ linh kiện, phần cơ, ống ngắm, báng và tay cầm. Nặng lắm anh em ạ. Sau khi viết xong 1 tỷ con ốc thì đây chính là thành phẩm của chúng ta. Vẫn thật sự ấn tượng so với những người anh em cùng phân khúc như là AVM này, SVD hay là K98. Được đấy nhở? Giờ thì điểm qua về điểm mạnh và sự khác biệt của nó. Thứ nhất, body build tốt nhất trong phân khúc. Kích thước ổn, 3 phần báng, thân, bộ cơ, nòng, có trọng lượng khá nặng, chắc tay. Tỷ lệ trọng lượng giữa các phần rất cân bằng. Để sở hữu một khẩu sniper, body build là điểm tôi quan tâm nhất. Vì lực bắn của các bụp rất mạnh, build không ngon, kéo bâu chắc chắn sẽ nát súng ngay. Các phần được giáp với nhau bằng các rãnh nối và hàng loạt con vít kim loại dọc thân. Không thể chê trách được ở một điểm nào về body build. Build rất ngon rồi. Bây giờ đến với điểm mạnh thứ hai mà một tay sniper yêu thích, đó chính là design và chất liệu. Khác với bản quế bắp những năm trước, từ 2019 trở về đây, M24 đã có kích thước lớn hơn 1.1. Design nguyên mẫu lấy từ Remington 700 hay là M24. Cả màu bạc đến từ body và màu đen đến từ phần nòng đều là điểm sáng giá. Chất nhựa ở body được làm nhám, tin tay hơn và chống xước. Nòng có nhựa dày hơn và nặng hơn. Tạm biệt quả Silent nhựa đều ở đầu nòng cũ. Tôi chỉ cần như thế này mà thôi. Băng đạn chìm rất quyến rũ, đặc biệt là với những người chơi sniper. Chân chống hai vít, chất ổn, tốt nhất trong phân khúc tầm thấp. Mấy khẩu các bụp cùi bắp kia thua xa. Ông ngắm lapel Steven M3 Ultra có nỗ lực trong mô phỏng và design tâm chữ thập, nhưng hơi đáng buồn vì không hề có hiệu quả zoom. Đéo có gì khác biệt kìa. Vậy là đi qua về ngoại hình, tôi có đánh giá sau: M24 có body build, có chất liệu và có hình dạng giống thật, tốt nhất trong phân khúc tầm thấp. So với những khẩu các bụp khác thì M24 thật sự vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng khen mãi không được, chúng ta cần phải lưu ý đến với những điểm yếu cố hữu của con M24 này. Thứ nhất là về cái ống ngắm của nó. Ngoài đời nó nổi tiếng bao nhiêu với cái tiêu cự zoom X10 thì ở trong phiên bản Railgun này nó lại phò bấy nhiêu. Thậm chí nó không zoom gần được mà nó còn zoom xa hơn cơ, với mấy ông mắt cận thì thật sự đây là một điểm khó khăn. Cái số 2 đó chính là cái bâu kéo này. Với những con cắp bụp tầm thấp khác thì cái cần gạt của bâu kéo đã được làm bằng kim loại. Thế nhưng với M24 vẫn được làm bằng nhựa. Kéo thì vẫn tạo cảm giác tin tay. Thế nhưng tôi hơi e ngại về tuổi thọ của nó. Điều này phải qua thời gian mới chứng minh được. Con này không những là body build ngon nhất đâu, mà nó còn có lực mạnh nhất trong phân khúc tầm thấp cơ. Bây giờ đo tốc nhá, xem này. 63. Sáu mươi tám. 71. Ai. 66. Tốc của nó thật sự ấn tượng anh em ạ. Từ 68 đến 75 so với khoảng 40 trở xuống của những con khác trong cùng phân khúc như là SVD này, như là K98 hay là AVM thì thật sự con này là quái vật luôn. Bây giờ xem đường đạn nhá. Đúng quái vật.
trong khoảng từ 12m trở xuống, ok, đường đạn thẳng, được, dùng được. Nhưng mà trong khoảng từ 12m đến 15m là cái khoảng tối đa của nó, thì đường đạn bị tõe ra quá nhiều so với những cái con cùng phân khúc khác như là AVKM, thì con này thật sự có vẻ là hơi yếu hơn một chút. Bây giờ cùng xem việc bắn target như thế nào. Vì cái ống ngắm của em này hơi lởm, cùng với cái lực nó không ổn định cho lắm, vì vậy tôi sẽ test nhẹ nhàng thôi, 5m, 6m và 12m. Ok chưa? Bắt đầu nhá. 5m này. Ok, một em. Quá đơn giản. Tầm 6 đến 7 mét này. Thành bại chỉ có một phát này thôi này. À, hơi lệch trái. Ôi trời ơi, đến trai lại vỡ một chai. Two thousand years later. Thôi anh em ạ, kéo bâu rã hết cả tay rồi. Em này lực thì quái vật thật đấy, thế nhưng mà càng về xa thì càng bất ổn, với cả cái tỷ lệ ra đạn của nó cũng không cao cho lắm. Em này về trưng bày ngon, bắn cũng ok trong khoảng tầm gần, chứ nhưng mà bắn đều như con AVKM thì có lẽ là không đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải nói là thật sự ấn tượng bởi cái lực của nó. Anh em nhìn này, căng lắm, nhìn này, chiến. Ui sổ, nghe a không? Ui. Vậy là kết thúc ngoại hình và body build, tầm 8,5 đến 9 điểm. Độ hiệu quả chắc cho tầm 5 điểm thôi. Cái cơ chế của nó thì vẫn như cũ, con M24 này trưng bày ngon, bắn khoảng tầm gần được, chứ còn để đem đi đổi gió bắn nhau thì cần phải chỉnh sửa thêm. Mà nếu biết chỉnh sửa cái gì